chắp hay mấy cặp cặp run hả? Dĩ bàn cặp thổm hả vậy? Có phải hố vậy? Hả? Thấy cái hôm cặp này chà. Cặp bàn mà cu đi thổm quá hả? Ở ngay mấy cái ngã tư vậy nè, hay có nhà bên đó, cái lộn cây đó có cái nhà đó, bên kia nữa nè, bên kia cũng có một cái nữa nè. À, người ta hay cất nhà ngay cái mấy cái ngã tư ngã ba kinh rồi đó. Cái này bây giờ mình chạy dưới đồng bằng á, mình chạy lên núi lại, lên núi rồi mình mới về. Thấy đồng mình xanh mát mát không? Hôm nay chắc không có lũ rồi. Mùa này mà nước nó còn thấp nhũng rồi. Nước ở đây thì nước chưa có ngập đồng, chưa có lên đồng. Bên kia mưa, chỗ đen đen ở bên kia ở núi dài. Ở đây nắng chứ bên đó, bên đó là mưa đó. Ở Cô Tô với bên đây là núi dài, chỗ đó là mưa. Mình chạy đường này về đó là lượng mưa là dính đám mưa này nè. Trong khi ở đây nắng, ở bên đó mưa. Ở đây cũng có cái xóm mà 3-4 gia đình. Cái này mấy cái lộc ếch. Bốn năm cái gia đình ở đây này. Cây điên điển, con điên điển này nó mọc dài hả? Cho ăn đâu đủ đủ vậy chứ câu làm gì cho anh ta hả? Ủa, ông không hỗ trợ thôi chứ tôi lấy gì có hỗ trợ trời. Chắp hay mấy cặp run hả? Dĩ bàn cặp thủng hả vậy? Có phải hố vậy? Hả? Thấy cái hôm cặp này chà. Cặp bàn mà cu đi thủng quá hả? Lùm mồm. Nếu bàn mà phê lại nghe nâng này. Nói thư ai hốt. Hả? Làm gì ăn? Hả? À, toàn đăng thư ấy nè, à nè, đôi miền bông ấy nè. Nè, bông vị trang nha nè. Nó bắt được con cặp ếch này nè bà con. Rồi chiều nay là nó ăn ếch xào, ếch xào nghệ, ếch xào xả, ếch xào nghệ gì đó. Có lý rồi nha. Thương cái báo quá. Ây da. Nghe nó ăn cho hộp mùi không quá. Ban nữa. Chiều nay ông đi ghé ăn với nha. Được không? Cho không? Chắc không cho rồi, không dám nói, không cho rồi. Nè, nguyên cặp ếch bự tổ vốn nè. Rồi, cặp này xin anh nha, nghe đừng cặp bao ơi. Cặp bao anh từ hộp cho mua. Ý, thấy bánh hồn á. Hả? Mai chọn tới nha. Nó vô cái mà cu nâng tại. Nên cái đam, cái này cua đồng. Có là mồm á, cục hôn vậy nâng á. Hãy tinh cái với. Tinh cái mà cua nó luôn thao thao cả lan liên đấy. Người ta đi ruộng á, chẳng dịu cái người ta đào hang. Đó, nãy đào được hai con ếch. Đi mớ cua đồng về ăn. Ở dưới quê nó đơn giản vậy đó. Ở Sài Gòn mà bị giãn cách thì ở trong nhà là dính luôn. Ở dưới quê giãn cách thì cũng lén lén ra ngoài đồng ruộng kiếm ăn được. Mò cua bắt ốc. Mà thấy bà con giờ người ta bắt ốc ăn nhiều lắm. Mấy cái này là mấy cây xoài.
người ta bao nó lại, nó có bao đỏ đỏ này, là người ta bao nó lại, đây người ta bao cũng nhiều rồi, đây dù trời đây bao nhiều rồi, trời trời nó nguyên trùng luôn rồi. Trời ơi, nguyên trùng trời. Cái xoài này giống gì mà nguyên trùng nữa. Ô, nguyên trùng luôn rồi. Trời này nó ra nguyên trùng luôn. Đường này lên trên núi rồi. Trời này cá ngủ hết rồi, đi câu sao được. Giống xoài này không biết kêu giống xoài gì mà nó ra nguyên trùng trùng nè. Còn mấy cái bịch đỏ đỏ này là người ta bao nó lại. Ở phía đằng sau lưng là có cái trạm, có cái chốt, chốt kiểm soát Covid-19. Đây là cái cổng về Tri Tôn, cổng chào Tri Tôn. Sao có vụ test rồi à? Bởi vì mà test ở đây giãn cách tới nay rồi, bà con mệt mỏi hết rồi. Một tháng 10 này là thêm một cái mốc thời gian trong cái chuỗi giãn cách vụ bệnh Covid. Cái mốc này cũng không biết là cái mốc thời gian này là có ý nghĩa là sao mà mình cũng chả biết. Ở đây người ta đi xét nghiệm hay gì hay là hôm nay lễ chung vinh. Lễ chung vinh mà đâu có làm lớn. Ổng chuyển mưa tới à. Về Châu Lăng à. Ừ, đây là vô xã Châu Lăng. Xã nhà tôi đó, cái chỗ mấy cây cờ này là
cuối ban xã, hội đồng nhân dân xã Nậm Thây, xã Châu Lăng, để gì đảng ủy ủy ban xã Châu Lăng, cháu bò tỉ đen này.